Những ngày qua, việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài đang được các sở ngành địa phương gấp rút thực hiện, phấn đấu hoàn thành vào ngày 15 tháng 4 năm 2025. Theo báo cáo của thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu và huyện Bến Cầu, đến ngày 20 tháng 8, các địa phương đã thông báo thu hồi đất đến các hộ dân có đất nằm trong dự án đạt 100%. Đây là một tín hiệu phấn khởi bởi số hộ bị ảnh hưởng khi triển khai dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài khá lớn. Theo đó, thị xã Trảng Bàng có 1.652 thửa đất với 749 hộ bị ảnh hưởng. Huyện Gò Dầu có 1.157 thửa đất với 859 hộ bị ảnh hưởng. Huyện Bến Cầu ít nhất có 237 thửa đất với 108 hộ bị ảnh hưởng. Thị xã Trảng Bàng có số thửa đất bị thu hồi nhiều nhất nên đã sớm triển khai công tác này ngay khi có chỉ đạo của tỉnh. Sau khi có cái chủ trương để mà làm đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Tây Ninh á, thì ủy ban phường tỉnh phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất rồi mời dân tổ chức họp để thông báo chủ trương thu hồi đất để làm đường cao tốc, thì qua hội nghị thì cơ bản toàn dân phường tỉnh thống nhất cao những cái chủ trương của chính phủ cũng như của tỉnh về cái thu hồi đất để làm đường cao tốc phục vụ cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường. Thì trong thời gian sắp tới thì sau khi mà tiến hành đo đạc kiểm đếm thì ủy ban phường sẽ phối hợp với chỗ trung tâm phát triển quỹ đất tiến hành là mời người dân để phát các thông báo thu hồi đất và kiểm đếm để làm tốt công tác chi trả bồi thường cho người dân cho nó đúng theo cái quy định pháp luật và đúng theo tiến độ của thời gian. Thì tới đây thì phường sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động những người dân mà có đất bị thu hồi tích cực phối hợp với phường để mà bàn giao mặt bằng, giao đất để cho cơ quan có nhà nước có thẩm quyền để tiến hành triển khai dự án trong thời gian sắp tới. Theo ông Phạm Văn Còn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Trảng Bàng, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài được thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng rất quan tâm. Cụ thể để mà thực hiện, nó gồm là cái kế hoạch số 922 ngày 14 tháng 8 năm 2024 về mình triển khai cái công tác thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để mình thực hiện cái dự án này. Và cũng đã ban hành cái thông báo thu hồi đất đối với 749 hộ gia đình cá nhân. Và Trảng Bàng cũng tổ chức họp những cái hộ dân mà để triển khai cái chủ trương thông báo thu hồi đất. Một cái điều mà rất mừng là tất cả các hộ dân tham dự đều thống nhất cao với cái chủ trương của nhà nước về cái thực hiện cái dự án cái đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài này. Song song đó thì người dân cũng có một số ý kiến và kiến nghị với cơ quan nhà nước. Và cái kiến nghị đầu tiên người dân rất quan tâm đó là thực hiện cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì là phải theo cái quy định mới, tất nhiên là theo quy định của luật đất đai năm 2024. Cái thứ hai mà rất quan trọng nữa là đối với cái giá bồi thường gì đó thì phải đảm bảo là phù hợp và sát với cái giá thị trường để người dân có đủ cái điều kiện tạo lập cái đất khác và tương ứng để mà sản xuất ổn định cuộc sống. Yêu cầu thứ ba là yêu cầu sớm công khai các bản đồ giải tỏa và sớm mình cắm mốc ranh để giải phóng mặt bằng để người dân ta biết. Một cái thứ tư nữa thì cũng đề nghị nhà nước quan tâm đến cái việc tái định cư cho những hộ mà bị giải tỏa trắng, không còn nhà ở đất ở và phải di chuyển chỗ ở. Thì tất cả cái ý kiến của người dân mà có ý kiến trực tiếp thì được các cơ quan chuyên môn của Trảng Bàng là đã giải đáp và các người dân thì đồng thuận cao với cái ý kiến giải đáp của địa phương. Ngay từ khi mà dự kiến có cái xây dựng cái đường cao tốc này đi qua cái địa phận của thị xã Trảng Bàng thì hội đồng dân, ủy ban dân thị xã cũng đã quy hoạch và trình cơ quan cấp trên là phê duyệt cái quyết định đầu tư xây dựng cái khu tái định cư với cái quy mô là 10,7 hectare tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng để đảm bảo phục vụ tái định cư cho các dự án trên địa bàn thị xã Trảng Bàng nói chung và bố trí tái định cư cho cái dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài nói riêng. Ông Đinh Văn Tấn, ngụ khu phố An Đức, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, một trong những hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất phục vụ dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài cho biết. Đa số là người dân ở đây là cũng đồng tình nhưng mà dưới cái cũng yêu cầu đến
cái giá đền bù cho nó thỏa đáng cho bà con để di dời hoặc là chỗ nhà ở cho nó ổn định hơn để mà có cuộc sống